trường em đang làm thì sẽ nói về giai đoạn chẩn đoán, đưa ra lượng thuốc và điều trị. Mọi người muốn truyền đạt cái thông điệp là nên sử dụng thuốc kháng sinh ở người ở trong cộng đồng á, là một cách cẩn thận hơn, một cách đúng đắn hơn. Thì cái game của nhóm Hoa thì các anh ở bên Another Team á phát triển thành 4 mini game. Game thì sẽ là những cái game về tinh mắt, trí nhớ, những cái mini game nhỏ để luyện kỹ năng thôi. Để cho thu hút hơn thì mọi người lấy cái hình tượng là con heo. Nó rất là dễ thương và thu hút mọi người. Đầu tiên là phát hiện ra vi khuẩn. Cái thứ hai là điều chế thuốc, sử dụng những cái vật dụng rất là ở trong phòng thí nghiệm của tụi mình, như là những cái ống nghiệm hay là những cái flash. Cái thứ ba là phân phát thuốc. Và sau đó là cái game cuối cùng đó là uống thuốc. Thì đầu tiên là mình gặp gỡ, rồi mình tìm hiểu xem Scientist làm cái gì, team làm game sẽ làm những gì, rồi biết được cái quy trình đó, rồi bắt đầu mình brainstorm. Thì brainstorm xong rồi mình có một cái flow, mình hình dung ra được rồi, thì mình bắt đầu mình chia chi tiết ai làm cái gì, rồi từ đó đi lên. Cái khó khăn nhất ở đây là mình đem game dung hòa với Scientist. Scientist thì đó giờ mọi người nó, người ta nhìn thấy nó là khô khan rồi. Bây giờ mình phải đem cái game sinh động, mình hòa với nó làm sao để cho người ta hiểu được cái Scientist mà người ta thấy vui. Mọi người tối qua cũng ngủ không đủ giấc cho nên tinh thần cũng không được tốt lắm trong buổi sáng hôm nay. Cho nên họ chỉ có thể là làm được một phần ít nữa thôi. Nhưng mà sẽ cố gắng hoàn thành một cái game hoàn chỉnh cho mọi người có thể chơi được. Có thể là chạm đến cái vấn đề hot nhất bây giờ là kháng sinh đó. Bởi vì nếu dùng thuốc không tốt thì ta dự đoán là trong khoảng 30 năm nữa thì cứ khoảng là 10 triệu người chết trong một năm vì cái tình trạng kháng thuốc này nè.